chương trình tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã gặp mặt biểu dương 140 điển hình tiên tiến trong phong trào phòng chống ma túy toàn quốc và đại diện thân nhân 28 gia đình liệt sĩ trong công tác phòng chống ma túy. Cùng dự có Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các bộ ngành trung ương. Báo cáo tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ, trung bình mỗi năm, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an đã chủ trì phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng, hải quan, cảnh sát biển phát hiện, khám phá thành công trên 23.000 vụ, bắt giữ hơn 32.000 đối tượng phạm tội về ma túy, triệt xóa gần 1.000 điểm tụ điểm phức tạp về ma túy, chuyển hóa và xây dựng hàng trăm địa bàn sạch không ma túy, thu giữ số lượng lớn ma túy, vũ khí, phương tiện, tài sản liên quan đến hoạt động phạm tội. Trong đó có nhiều chuyên án đặc biệt lớn xuyên quốc gia, thu giữ số lượng lớn ma túy các loại, làm giảm nguồn cung ma túy ra xã hội, đồng thời thu giữ hàng nghìn tỷ đồng nộp ngân sách nhà nước, góp phần quan trọng bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những chiến công, thành tích xuất sắc là những tổn thất hy sinh của lực lượng phòng chống ma túy không gì bù đắp được. Trong cuộc chiến khốc liệt ấy, 28 cán bộ công an, biên phòng và quần chúng nhân dân đã anh dũng hy sinh. Hơn 700 cán bộ chiến sĩ bị thương, bị phơi nhiễm HIV khi làm nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Chủ tịch nước đánh giá cao những nỗ lực của các lực lượng trong thời gian vừa qua đã khắc phục khó khăn, gian khổ, triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, mở nhiều đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm ma túy, nêu cao bản lĩnh, ý chí quyết tâm vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Những nỗ lực thầm lặng đó được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, trân trọng, dư luận trong nước và quốc tế đánh giá cao. Chia sẻ với những tổn thất, mất mát, hy sinh của lực lượng và nhân dân trong cuộc chiến khốc liệt với tội phạm ma túy, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Tổ quốc mãi mãi ghi công các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh anh dũng trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung, tội phạm về ma túy nói riêng. Biểu dương nỗ lực phấn đấu, những chiến công thành tích đặc biệt xuất sắc mà các lực lượng đã đạt được trong thời gian qua, nhất là 140 tập thể cá nhân điển hình tiên tiến, quần chúng nhân dân. Tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch nước cho rằng đây là những tấm gương sáng, hạt nhân nòng cốt, góp phần làm cho công tác phòng chống ma túy ngày càng hiệu quả hơn nữa. Tôi thấy mỗi một năm, chúng ta phá trên 23.000 vụ, bắt giữ mà những cái đối tượng trực tiếp là hơn 30.000. Và nếu mà chúng ta làm một cái bài toán nhân ra đó, nếu mà những cái vụ này để lọt thì chúng ta hình dung là sẽ có bao nhiêu là con em của chúng ta sẽ vướng vào ma túy, rơi vào nghiện ngập. Mà ở đô thị hay là nông thôn chúng ta cũng biết rồi, nếu mà gia đình có một con em mà nó không tốt thì một gia đình khổ thôi. Nhưng mà gia đình có một con em nó nghiện ma túy thì đôi khi là cả xóm khổ với em này. Cho nên mình thấy lấy con số đó 23.000 để mình tính ra, mình hình dung ra thì mình thấy rằng cái sự ngăn chặn của chúng ta là rất là lớn, và kết quả đạt được của chúng ta có một cái ý nghĩa rất là to lớn, rất là sâu sắc đối với sự phát triển kinh tế xã hội và sự bình yên của nhân dân. Chủ động ngăn chặn từ sớm, từ xa với tội phạm ma túy hoạt động liên tuyến, liên tỉnh, xuyên quốc gia, nhất là ở khu vực biên giới, cửa khẩu và trên biển, nâng cao hiệu quả phối hợp đấu tranh giữa các lực lượng trong nước và quốc tế, và đặc biệt là chúng ta không để Việt Nam trở thành nơi trung chuyển ma túy qua các nước. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng nhấn mạnh cần chú trọng xây dựng lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy ngày càng lớn mạnh, chính quy, tinh nhuệ, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên cường, trong sáng và trí tuệ, cương quyết, khôn khéo, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, không để bị khuất phục trước những cám dỗ, thách thức, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, hạn chế giảm thiểu thương vong. Tin tưởng rằng thời gian tới, các cán bộ chiến sĩ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân, tâm huyết, trách nhiệm với nhiệm vụ, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên của nhân dân, tạo nền tảng vững chắc, ổn định để đưa đất nước tiếp tục đổi mới, hội nhập và phát triển, xây dựng xã hội phồn vinh, hạnh phúc.
Sáng nay tại trụ sở các cơ quan của Quốc hội, đoàn giám sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức phiên họp giám sát chuyên đề việc thực hiện nghị quyết số 99 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2020-2022, làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Y tế. Sau khi nghe đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế báo cáo tóm tắt về kết quả thực hiện nghị quyết 99, các ý kiến đánh giá sau khi nghị quyết số 99 được ban hành, công tác phòng cháy chữa cháy của các bộ ngành đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng báo cáo của các bộ vẫn chưa chỉ ra bất cập trong thực hiện chính sách pháp luật phòng cháy chữa cháy. Thiếu cái sự so sánh thực trạng công tác phòng cháy chữa cháy của bộ đến tại thời điểm Quốc hội giám sát tối cao, tức là 2019, và sau 3 năm đến nay thì nó có những cái chuyển biến như thế nào. Và cũng thiếu những cái nhận định, đánh giá và dự báo về những khó khăn, thách thức trong công tác phòng cháy chữa cháy ở trong cái lĩnh vực phụ trách trong trước mắt cũng như là trong tương lai. Rồi những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân trong quá trình triển khai thực hiện chính sách pháp luật phòng cháy chữa cháy và thực hiện nghị quyết 99 của Quốc hội thì nêu các báo cáo đều khá chung chung. Về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo thì tôi đề nghị là chúng ta phải có những kiến nghị và những giải pháp liên quan đến nhiệm vụ của chúng ta, liên quan tới cái việc mà hoàn thiện cái hành lang pháp lý cũng như liên quan tới việc mà xây dựng triển khai cái bộ giáo trình về cái việc này. Về phía Bộ Y tế cũng như vậy, thì nó phải gắn với chức năng nhiệm vụ của đơn vị và các đồng chí khó khăn thật sự cái gì và kiến nghị với đoàn giám sát cái gì thì phải nêu được ở trong báo cáo này. Đồng quan điểm, Phó trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Hoàng Anh Công cho rằng công tác đào tạo kỹ năng phòng cháy chữa cháy, kỹ năng thoát hiểm chưa được chú trọng. Theo quan điểm tôi cho rằng giáo dục phải đi trước một bước. Nếu mà chúng ta có đủ kỹ năng thì chúng ta sẽ vượt qua được những thử thách đó rất đơn giản, không gây thiệt hại. Nhưng mà chúng ta không được huấn luyện kỹ năng thì rõ ràng khi lâm trận là thiệt hại sẽ cực kỳ lớn. Mà bây giờ trong trường cũng không dạy, không hướng dẫn, dẫn đến học sinh, sinh viên không có kỹ năng luôn trong bất cứ hoàn cảnh sống nào, cả ở trường lẫn ở nhà, ở nơi công cộng, dẫn đến cái chế thì tôi nghĩ là cái này là đây là một khâu rất hạn chế. Đoàn giám sát đề nghị các bộ cần sớm hoàn thiện các báo cáo, thực hiện nghiêm túc, bám sát đề cương hướng dẫn của đoàn giám sát. Trong đó, cần bổ sung thêm số liệu, phụ lục cho đầy đủ, đặc biệt bổ sung làm rõ những vướng mắc, khó khăn liên quan đến bộ ngành mình phụ trách trong công tác phòng cháy chữa cháy để có đề xuất giải pháp cụ thể nhằm khắc phục được những vướng mắc này. Chiều nay tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã chủ trì hội nghị với lãnh đạo các bộ ngành về tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai đề án 06. Cùng dự hội nghị có Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Thường trực Tổ công tác triển khai đề án 06 của Chính phủ. Theo kế hoạch, đến hết tháng 5 năm 2023, trong tổng số 10 nhiệm vụ chung phải hoàn thành, hiện có một nhiệm vụ chưa hoàn thành. Đối với nhiệm vụ cụ thể của các bộ ngành, đến nay có 10 nhiệm vụ chưa hoàn thành. Bên cạnh đó mới có 15 trên 20 bộ cơ quan hoàn thành việc hợp nhất hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Còn 8 bộ ngành chưa triển khai số hóa giải quyết thủ tục hành chính hoặc có kết quả thấp dưới 5%. Việc cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ liên quan đến yêu cầu bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy của các bộ ngành vẫn còn chậm. Nhiều cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành chưa được triển khai đồng bộ, dẫn tới việc kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các bộ ngành còn vướng mắc, còn tình trạng cắt cứ thông tin, co cụm dữ liệu. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh khó khăn lớn nhất trong thực hiện chuyển đổi số chính là nhận thức. Bởi nếu không được triển khai đồng bộ, nghiêm túc, thống nhất, sẽ không thể hoàn thành các nhiệm vụ của từng bộ ngành cũng như nhiệm vụ chung của đề án 06. Vì vậy, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành phải có sự chuyển động mạnh mẽ hơn nữa, xác định rõ mục tiêu, lộ trình, thời gian hoàn thành, ưu tiên giải quyết những vấn đề vướng mắc, tập trung vào các biện pháp giải pháp đôn đốc các đơn vị. Nhấn mạnh đến 3 vấn đề quan trọng là điểm nghẽn trong thực hiện, đó là môi trường pháp lý, cơ sở hạ tầng công nghệ và nhân lực. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành, trong đó đẩy mạnh việc kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu tập trung và dữ liệu chuyên ngành. Hiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được Bộ Công an triển khai xây dựng. Đây là dữ liệu rất quan trọng, đã được làm trước một bước và hiện việc phát triển các dịch vụ công trực tuyến sẽ xoay quanh trục dữ liệu này, nhất là đối với 25 dịch vụ công thiết yếu được xác định trong đề án 06.
Do đó cần tập trung đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tương tác trực tuyến hiệu quả với chính quyền trên môi trường điện tử. Sáng nay, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị quán triệt kết quả hội nghị Ban chấp hành Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa 13, kết quả đợt 1 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết số 36 ngày 30 tháng 1 năm 2023 của Bộ Chính trị và Thông tin Thời sự. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã quán triệt kết quả hội nghị Ban chấp hành Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa 13 và kết quả đợt 1 kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Nửa đầu nhiệm kỳ khóa 13, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực quốc phòng an ninh, đối ngoại, từng bước hoàn thiện và phát triển tư duy lý luận, chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng thế trận lòng dân, chủ động kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, xung đột, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy. Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực được chỉ đạo mạnh mẽ, bài bản, đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả rõ rệt, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội và củng cố tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị quán triệt nghị quyết số 36 ngày 30 tháng 1 năm 2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới. Đồng thời đề nghị công an các đơn vị địa phương, các đơn vị báo chí công an nhân dân tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, kết quả hội nghị Ban chấp hành Trung ương giữa nhiệm kỳ khóa 13, kết quả triển khai thực hiện nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, nghị quyết số 16 của Đảng ủy Công an Trung ương, các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, kết quả các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm. Cùng với đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, cảnh báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, các loại tội phạm, nhất là trên không gian mạng, để nâng cao cảnh giác cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân. Chiều qua tại Hà Nội, Thượng tướng Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo thực hiện đề án đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy, tuyển mới trong công an nhân dân, còn được gọi là đề án số 04. Để triển khai hiệu quả công tác tuyển sinh, Bộ Công an đã thành lập Ban chỉ đạo công tác đề thi, ban hành công khai đề thi tham khảo bài thi đánh giá trên phương tiện truyền thông đại chúng để thí sinh tham khảo ôn tập. Đồng thời ra mắt hệ thống tổng đài tuyển sinh công an nhân dân với website và điện thoại tư vấn tuyển sinh 1900-0146, tăng thêm kênh thông tin chính thống tuyên truyền về tuyển sinh công an nhân dân. Hiện nay các học viện trường Đại học Công an nhân dân đang tổ chức kiểm tra, rà soát thông tin và hoàn thiện dữ liệu tuyển sinh trước ngày 10 tháng 6. Đến thời điểm này, số lượng thí sinh dự tuyển tăng mạnh so với năm ngoái. Bộ vừa ban hành kế hoạch bảo đảm an ninh an toàn cho kỳ thi, trọng tâm đề ra các phương án đảm bảo an toàn tất cả các khâu của công tác tổ chức kỳ thi, không để xảy ra mất an ninh trật tự, đảm bảo an toàn cháy nổ, an toàn giao thông. Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị công an các đơn vị địa phương, các học viện, trường công an nhân dân tiếp tục quán triệt phương châm đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo trong công an nhân dân, sát với lộ trình đổi mới của hệ thống giáo dục quốc dân, gắn với yêu cầu nhiệm vụ công tác công an trong giai đoạn mới theo tinh thần nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Trên cơ sở những thuận lợi của kỳ thi năm trước, các đơn vị thường trực tiếp tục hoàn thiện, sớm ban hành hệ thống các văn bản liên quan, chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện tổ chức kỳ thi tuyển sinh công an nhân dân năm 2023 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, hiệu quả. Hướng tới kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam nhằm tăng cường mối giao lưu hợp tác, đoàn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa các cơ quan thông tấn báo chí trung ương, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao có ý nghĩa, trong đó có giải bóng bàn VTC mở rộng. Mặc dù lần đầu tiên tổ chức nhưng giải đã thu hút khoảng 30 vận động viên không chuyên là các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, quay phim, cán bộ, nhân viên, công tác tại các đơn vị như Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài Truyền hình Nhân dân, Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, Truyền hình Công an Nhân dân, Trung tâm Truyền hình Thông tấn, Đài Truyền hình Quốc hội tham gia thi đấu. Hầu hết các cơ quan báo chí tham gia lần này đều nằm trong cụm thi đua số 10 và có chương trình ký kết hợp tác cùng phát triển trước đó. Đây là một trong những hoạt động văn hóa thể thao có ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Trong giải đấu lần này, Truyền hình Công an Nhân dân có một huy chương vàng đơn nam và một huy chương bạc dành cho nội dung đôi nam.